Chào tất cả mọi người. Hôm nay được nói về một vấn đề mà được đã làm một cái hồ sơ tại Thủ Đức, được gặp cái trường hợp như thế này. Mong sao những anh em để xem cái clip của được ngày hôm nay để mà tránh, để mà không bị gặp phải nữa nha. Thứ nhất là được nhận một cái hồ sơ trị giá cũng gần cả tỷ. Giấy nợ đều có ghi rõ ràng, chữ ký, lăng tay, đóng mộc công ty đầy đủ. Nhưng mà lúc mà bên công ty được xuống gặp con nợ á, thì người ta nói là giấy nợ này người ta có mượn, nhưng mà người ta chưa có nhận được tiền. Cho nên cái điều ở đây cảm thấy nó cũng vô lý. Như thật sự ra mình đã vay người ta, mượn người ta, thì mình đã ký nhận vô thì đương nhiên là mình phải có trách nhiệm với cái chữ ký của mình trong cái tờ giấy nợ là mình đã được nhận tiền rồi chứ. Nội dung trong cái giấy tờ thì ghi rõ là hôm nay ngày bao nhiêu tôi có mượn ông A, ông B, ông C gì đó số tiền trên đó, và ngày tháng năm tôi sẽ gửi lại số tiền đó, và lý do để mượn tiền là lý do của anh, tôi không biết anh làm cái gì, anh làm việc mua nhà mua đất hoặc anh làm gì đó tôi không quan tâm đó, nhưng anh đã ký vô đây thì anh đã mượn rồi đó. Nhưng con nợ lại nói là tôi chưa có nhận tiền. Nhưng cái trường hợp này cũng là cái kinh nghiệm để cho những người đang, anh em nào đang chuẩn bị cho người ta là vay tiền hay là hợp đồng làm ăn hùng vốn hoặc bất cứ vấn đề gì liên quan tới tài chính, cho nên mình nên cẩn thận về vấn đề này. Giấy vay tiền đương nhiên là phải có khi cho vay rồi. Cái clip trước được đã đừng nói với anh chị là nên, một khi đã cho vay thì ra phòng công chứng thì nó đầy đủ pháp lý hơn. Và giấy vay tiền đều phải chụp hình rõ ràng khi nhận tiền ha. Cái trường hợp này hôm nay được mới gặp lần đầu tiên, cho nên được làm clip để cho mọi người cảnh giác. Thứ nhất, khi làm giấy nợ và giao tiền cho một ai đó, phải thứ nhất chụp ảnh lại, thứ hai là bắt người ta ghi đã nhận đầy đủ tiền đó, để tránh trường hợp sau này những con nợ nó nói những cái việc mà trường hợp như cái hồ sơ được vừa gặp đây, nó sẽ không hay. Còn ở xã hội này, thật sự ra nói về nợ thì có những có con nợ thật sự nó khó khăn, thì mình có thể thông cảm cho nó thư thả nó trả như thế nào đó. Còn có những con nợ thật sự ra nó điều kiện nó rất là có, nhà cửa xe hơi nó rất là có nhiều thứ, nhiều khi trong tài khoản nó rất là nhiều tiền nữa, nhưng nó lại không muốn trả, là những con nợ đó thực là nó không có đạo đức, không có đạo đức nữa rồi. Không phải là nó mượn tiền thiếu nợ không trả là đã ra thiếu tiền không, mà những con người đó là những con người còn thiếu cả nhân cách, phẩm chất và thiếu cả lòng tin của người khác nữa, chứ không phải là chỉ thiếu tiền không, là những con nợ đó thật cực kỳ với được, với anh em công ty Đắk Lắk rất ghét, phải lấy cho bằng được. Còn những người mà thật sự khó khăn, riêng công ty sẽ tính phương án lâu dài để người ta trả từ từ theo khả năng của người ta, mình không ép người ta được, vì hiện tại người ta rất khó khăn. Đó là những con nợ thật sự khó khăn với được là như vậy ha. Còn những con nợ mà đang có nhiều cái khoản mà không có nhiều tài chánh, có nhiều tài sản nhưng mà không muốn trả, là những con nợ đó là được rất cực kỳ ghét. Cho nên hiện tại tầm khoảng 2 tháng nữa là công ty của được về lĩnh vực đòi nợ sẽ tạm thời, nói chung là sẽ không làm nữa. Được, công ty được sẽ chuyển qua mua bán nợ. Và mong anh chị em hiện tại có những cái hồ sơ nào mà về đất đai, tranh chấp đất đai hoặc là nợ nần dân sự của nhau, đó, đại loại là nhiều cái vấn đề về nợ cần bên công ty giúp, thì cứ liên hệ trực tiếp qua được qua số điện thoại mà được đã đợi ở dưới cái đường link của được nha.
bên công ty sẽ hỗ trợ về lĩnh vực mua bán nợ. Bên công ty hiện tại còn có nhiều cái lĩnh vực để mà có thể hỗ trợ những anh chị em đang cần đến. Thứ nhất là thám tử, bảo vệ và vệ sĩ, đó, đòi nợ, tranh chấp đất đai. Những cái lĩnh vực đó, những anh chị em nào cần thì hãy liên hệ cho được, bên công ty sẽ hỗ trợ. Còn vấn đề nợ thì hiện tại trong thời gian qua những con nợ nó thật sự ra nó khôn quá, nó toàn mượn người ta xong nó trốn tránh vô hẻm vô hốc không à. Tại vì nó biết công ty rồi, nợ của bên công ty đất quắc á, là có chiếc xe rất là lớn cho nên không vô được hẻm. Nhưng mà hôm nay được sẽ nói một câu hơi bị vui tí xíu nha. Sắp tới đây được sẽ hỗ trợ công ty đầu tư cho mấy anh em thêm vài chiếc xe. Xe mà được gọi là những chiếc xe có thể vô được cái hẻm hóc, và những chiếc xe có thể chi đuổi được những con nợ mà vô hẻm vô hóc. Riêng được những con nợ mà đang thiếu nợ người ta mà có ý định không muốn trả, là được sẽ tìm mọi đủ mọi cách để tìm ra và sẽ bắt buộc phải trả nợ, nhưng mà cũng phải hợp pháp. Với được, với công ty của được là làm phải hợp pháp. Cho nên là mọi người yên tâm về những vấn đề mà được người nói trên. Nếu anh chị em nào có rảnh thời gian á, lên cái YouTube, cái kênh của được á, được tất phát, để mà xem những cái trường hợp mà được thường ngày được đi đồ nợ, được gặp rất là nhiều cái trường hợp. Để những anh em nào đang chuẩn bị làm tài chính để mình tránh cái trường hợp đó xảy ra. Cảm ơn mọi người trong thời gian đã qua đã quan tâm tới cái kênh của được và đã quan tâm đến công ty Đất Bắc. Nhưng mà cái tin hiện tại là tin vui, là được đã nói rất là nhiều rồi. Tin vui là bên công ty đã chuyển qua giấy phép mua bán nợ. Cho nên là anh chị em nào có khoản nợ thì cứ liên hệ cho được để thu hồi về ha. Tại vì tiền của mình mà mồ hôi nước mắt của mình, cho nên mình phải lấy về, chứ mình đâu có hơi hơi mà cho người ta gì được, phải không? Cảm ơn mọi người đã xem cái clip của được ngày hôm nay. Cái clip của được làm để mà cảnh giác những cái trường hợp, để cho anh chị em nào chưa hiểu về vấn đề về nợ thì cứ xem để mà đề phòng thôi ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái clip này của được.